Ủa anh uống nhiều không? Thì nhiều, nhiều đây, nhiều đâu. Anh dân đây hả? Hả? Anh dân đây luôn hay là ở đâu? Dân, tôi ở Bắc Nam rồi. Dân đây nè. Ủa, em này à? Dạ dạ. Chắc cũng rành đường á. Cũng rành chút xíu. Chú chạy xe đâu vậy? Cũng mới chạy đây à. Anh ngồi đừng có vịn vai em anh. Anh vịn, anh chì cái vai em khó chạy thiệt á. Rồi rồi, yên tâm. Đây là tới chưa anh? Gần tới chưa? Thì anh đặt chỗ nào chú đi tới gì giùm anh đi. Dạ dạ dạ. Này ép tới còn tí à. Dạ. Anh ngồi. Xích ra chút em tuột xuống hết yên rồi. Tay anh dịnh dưới đây nè. Rồi rồi ok. Dịnh dưới đây. Đó. Rồi. Vậy em chạy em yên tâm được. Đây tới số mơ nè. Gì? Số mơ nè. Rồi rồi chờ chờ một tí em gọi điện một tí. Ok đậu chỗ mát. Chờ chờ em tí nha. Dạ dạ dạ. Bạn này xỉn rồi. Bây giờ là 12 giờ. Cuốc xe 12 giờ anh em ơi. Xa không anh? Xíu à. Rồi rồi rồi. Anh nói con xíu rồi tới. Dưới này đúng không? Dạ dạ đúng rồi, dịnh dịnh với em nè. Ôm giống như ôm vợ vậy á. Ôm cứng vô. Mày chú mày mày anh vợ con gì? Giờ thành này vợ con mình. Không, ý là ôm em giống như ôm người thân vậy đúng không? Rồi rồi. Nên nó chắc vô. Ý em là vậy chứ không phải là ôm vợ. Tới chưa anh? Tí nữa thì mới đi xíu nữa gần. Chú cứ thấy hẻm chỗ này bên phải á, nhớ bên phải á, cứ quẹo qua cho anh đi. Đây không, đây không phải. Không này phải. À đừng anh đừng có thúc nha, thúc là chết luôn á. Đây hả? Hai chục anh. Một chục anh đưa 100 chú giữ nước nha. Anh đưa 100 chú giữ nước nha. Không. Sao? Cái này 10.000 à. 20 nó màu xanh. Cái gì đây? Bạn này đưa 10.000 mà nói 100 bo vậy đây. Anh ơi. Anh ơi. Hai 20 là cái này anh đưa em 10.000 à.
xỉn rồi anh em ơi. Thôi mình vòng ra. Quên chút xíu, quên cái nón luôn, gặp bạn này rối luôn á. Bây giờ em đưa anh về, chứ ở đây á em đi về là chút nữa người ta lại người ta lấy điện thoại anh không biết luôn á, rồi bóp tiền nữa của anh nữa. Đây lên. Nhà anh ở đâu lận? Nhà đâu mày, chúng mày về đi. 2000 years later. Anh em, bây giờ bạn này không có chịu về luôn mà nằm ở đây nè. Bây giờ chắc mình kêu vậy rồi mình đưa về nhà luôn, chứ để nằm ở đây là chút mất cái điện thoại chắc luôn. Mình đi là mất cái điện thoại chắc luôn. Số mệt vậy trời. Không sao. Anh ơi, anh. Dạ. Bây giờ nhà anh ở đâu? Mày có nhiều nhỉ? Chúng mày về đi, nhà tao bình lợi lắc. Bây giờ em đưa anh về nhà được không? Em đưa anh về nhà giùm. Trước tặng cái tiền thôi, chúng mày chở về không có tiền nữa. Ok, em chở anh về giùm thôi. Thôi. Nè, cầm điện thoại đây nè. Bây giờ em đưa anh về giùm, chứ anh ngồi ở đây là chút người ta lụm cái điện thoại của anh luôn, mà anh không biết luôn á, lụm tiền lụm bóp luôn á, lụm sạch quần áo anh không biết luôn á. Đi ha. Đây. Dạy. Đây. Cái chân. Ngồi đàng hoàng. Nhớ đường về nhà không? Anh mặc áo vô đi. Anh mặc áo vô đi để anh cầm chút rớt áo luôn á.
ngồi đàng hoàng lên anh ơi. Anh ơi, ngồi đàng hoàng lên, ngồi thẳng người lên, chỗ này cảnh sát giao thông nhiều lắm đó nha. Giúp em cái. Ok. Sao? Hai đứa giận hả sao? Hết yêu ông thì sao? Ông làm nó hết yêu ông luôn. Sao sao? Ông quen thằng nhỏ gì tốt hơn vui á. Nói chung mà tôi có một cái là nó chưa nói lời chia tay luôn, nó đã đi quen rồi khác. Thậm chí nó còn đi chơi 2-3 giờ sáng tôi bắt gặp. Bắt gặp nó ngoài đường luôn. Hai đứa quen lâu chưa anh? Hãy subscribe.